Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thương hiệu lâu đời nhất ở Thụy Sĩ. Về hạng mục này thì chúng ta có một số cái tên khá là quen thuộc. Thứ nhất là Blank Pen, ra đời vào năm 1735. Thứ hai là Jacques Ross, ra đời năm 1738. Tiếp theo là Ferdinand Behau, ra đời năm 1753. Và Vacher Constantin, ra đời năm 1755. Ở trên lý thuyết thì Blank Pen là thương hiệu lâu đời nhất của Thụy Sĩ cho đến ngày nay. Nhưng thực ra thì không phải vậy. Mặc dù ra đời trước Vacher Constantin 20 năm, nhưng Blank Pen có một lịch sử khá là biến động và đã qua tay khá nhiều người. Blank Pen cũng phải qua nhiều quãng thời gian ngưng hoạt động và hoạt động lại với cùng cái tên đó, nhưng thực chất là một công ty mới. Còn ngược lại thì Vacher Constantin lại hoạt động liên tục từ năm 1755 cho đến nay. Vì vậy, nếu tính theo một phương diện nào đó thì Blank Pen không phải là thương hiệu lâu đời nhất, mà chính là Vacher Constantin. Vâng, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chiếc đồng hồ của thương hiệu lâu đời nhất của Thụy Sĩ trên giấy tờ. Và đó chính là Blank Pen. Ồ, trên tay tôi là chiếc Le Mans Complete Calendar ở với bộ vỏ vàng hồng 38mm. Rất đẹp. Bạn có thể để ý là phần vành bezel này được thiết kế một phần rãnh. Cá nối dây có chiều dài 20mm. Cực kỳ phổ biến và có thể dễ dàng thay dây từ dây kim loại cho đến dây da. Nhưng mà theo tôi thì mẫu đồng hồ này sẽ phù hợp với dây da hơn. Ở bên cạnh đồng hồ chúng ta có dòng chữ Blank Pen ở khác đây. Và một cạnh bên rất là đẹp. Ở bên cạnh người này chúng ta có những cái nút bấm dùng để chỉnh lịch. Và đây chính là cái núm chỉnh giờ quen thuộc để thiết kế vặn xoắn để tăng khả năng chống nước. Như ở đây bạn thấy là chiếc đồng hồ này khả năng chống nước 100m. Vâng, tiếp đến thì chúng ta hãy đi đến mặt số chiếc đồng hồ. Như tôi đã nói từ lúc trước thì đây là một mẫu đồng hồ lịch hoàn chỉnh. Lịch hoàn chỉnh là như thế nào? Lịch hoàn chỉnh chúng ta có đầy đủ thứ, ngày, tháng. Ngày là kim màu đỏ ở đây này. Và thứ và tháng thì hai cửa sổ ở dưới góc 12 giờ. Vâng, lịch hoàn chỉnh thì khác với cả lịch thường niên hay lịch vạn niên là như thế nào? Lịch hoàn chỉnh thì bạn vẫn có đủ thứ ngày tháng, nhưng bạn phải chỉnh vào mỗi tháng. Có nghĩa là tháng có 31 ngày không phải chỉnh, nhưng mà tháng 30 ngày thì bạn phải chỉnh một lần. Khác biệt với đó là lịch thường niên. Vâng, lịch thường niên thì bạn phải chỉnh một lần mỗi năm và đầu tháng 3, ngày 1 tháng 3. Khác nữa, cao cấp hơn nữa là lịch vạn niên. Vâng, lịch này thì bạn không phải chỉnh và nó sẽ tự động chính xác. Cái mẫu Blank Pen này thì có một cái bộ kim rất là đẹp. Bộ kim thiết kế dạng skeleton. Và phần đầu kim thì chúng ta có chất phát quang, một thiết kế khá đặc biệt. Ngóc 6 giờ chúng ta có một mặt số phụ. Vâng, đây là lịch tuần trăng. Và kim nhỏ nhỏ là kim dây. Và ở góc 12 giờ chúng ta có logo của thương hiệu là một chữ B. Vâng, lúc đầu thì tôi tưởng là như vậy, nhưng mà thực chất thì đây là một chữ G và chữ B, nó viết cách điệu ghép lại thành chữ B. Tại sao có chữ G B này? Vì thực ra Blank Pen lại không có chữ G. Đây là tên viết tắt của người sáng lập nên thương hiệu, đó chính là ông G Hân và Jacques Blank Pen. Mặt đáy chiếc đồng hồ thì được thiết kế mặt kính sapphire ở đây, nên bạn có thể quan sát được toàn bộ bộ máy. Nhưng mà đáng tiếc là rotor che mất nửa bộ máy rồi, nên thực sự là cái phần quan sát được không nhiều lắm. Nhưng một điểm tôi thực sự ấn tượng ở đây đó chính là những đường cắt trên cầu nối này. Về mặt kỹ thuật thì chúng ta không cần có những đường cắt này, nhưng lại những cái đường cắt này lại đóng góp rất nhiều về mặt thẩm mỹ, hoặc là cho bộ máy trở nên đặc biệt hơn. Phần lớn bộ máy thì được hoàn thiện bởi những đường vân sọc của test de Genève, cả bên trên cầu nối, cả rotor, còn tất cả. Và một số chi tiết thì được mạ vàng, như là phần thông số trên bộ máy này, tên bộ máy này, số chân kính. Về cơ bản thì đây là bộ máy rất là đẹp, không quá đặc biệt nhưng mà rất đẹp. Và bây giờ tôi sẽ thử lên tay chiếc đồng hồ này. Vâng, thiết kế dáng classic rất là cổ điển với đường kính 38mm, khá là bé. Vâng, tôi quen đeo những cái chiếc 40, 42 hơn. Chiếc này có vẻ hơi bé.
Bộ đồng hồ Blank Pen Lehman Complete Calendar hiện đang được bán mức giá chính hãng là 24.700 đô la Mỹ. Nhưng mà tất nhiên đến với dòng luxury, bạn sẽ nhận được mức giá chiếc khấu ấn tượng nhất. Để biết thêm chi tiết về chiếc đồng hồ này, các bạn có thể truy cập ra bảng luxury.com. Xin chào và hẹn gặp lại.